Chờ chút xong rồi. Chính phủ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, trưởng ban chỉ đạo giải trình.
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng về mặt chính trị, tổ chức, đạo đức và sự nêu gương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đảng viên, cũng như góp phần hoàn thành chủ trương của đất nước trong năm nay. Điều tiết năm nay, từ 1710 tác phẩm dự thi bằng tỷ lệ giải đã lựa chọn quyết định trao một giải đặc biệt 5 giải A, 10 giải B, 16 giải C và 27 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Vào sáng nay tại hội nghị công tác tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến kết quả công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt là trong tham mưu chỉ đạo lãnh đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng xã hội hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, bảo vệ đấu tranh với nhiều thông tin xấu, bôi nhọ, sai sự thật. Về nhiệm vụ trong năm nay, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là chỉ đạo đội ngũ ban của Đảng. Ban tuyên giáo cần được chuẩn bị và sẵn sàng vận hành tốt trung tâm báo chí của hội, làm tốt công tác tuyên truyền thông tin của báo chí sau đại hội để đẩy nhanh việc quán triệt sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhưng một điều quan trọng hơn đó là những nguồn này thì cũng quả